Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô B-Car TV. Vui lòng nhấn đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây là điểm tin xe mới trong ngày. Thưa quý vị, Mazda CX-8 chốt lịch ra mắt Việt Nam, đe dọa Hyundai Santa Fe. Thaco vừa chính thức ấn định ngày giới thiệu Mazda CX-8 tại Việt Nam. Theo đó, mẫu SUV sẽ ra mắt tại nhà máy ở Chu Lai trong ngày 22 tháng 6 tới đây. Mẫu xe 7 chỗ của Mazda khi bán ra thị trường sẽ tạo sức cạnh tranh lớn với các mẫu SUV crossover 5+2 như Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008 hay SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Ford Everest. Mazda CX-8 là mẫu crossover 7 chỗ ngồi được định vị trên CX-5. Mẫu xe này có 7 chỗ ngồi hoàn chỉnh chứ không phải dạng 5+2 như Hyundai Santa Fe. Bởi trục cơ sở dài tương đương CX-9, xe có thiết kế tương tự CX-5, một vài điểm khác biệt nhỏ có thể nhận ra ở đuôi xe. Việc ấn định ra mắt tại nhà máy như ngầm khẳng định rằng Mazda CX-8 sẽ là một mẫu xe được Thaco lắp ráp trong nước. Trước đó, lãnh đạo một đại lý đã chính thức xác nhận thông tin này. Người này cho biết những chiếc CX-8 hoàn thiện đã ra khỏi dây chuyền, xe thương mại đã có sẵn trong nhà máy và chỉ chờ ngày được bán ra. Mazda CX-8 được kỳ vọng sẽ được trang bị nhiều hơn những công nghệ như Adaptive Cruise Control, camera 360, ghế ngồi bọc da Nappa, sự ghế hay tích hợp Apple CarPlay. Mazda CX-8 tại Việt Nam dự kiến sẽ có 3 phiên bản sử dụng chung động cơ 2,5 lít. Động cơ 2,5 lít trên CX-8 chính là loại đang lắp trên CX-5. Hiện chưa rõ động cơ này được giữ nguyên giống CX-5 hay được tinh chỉnh để mạnh hơn. Hai phiên bản là 2WD và một bản cao nhất AWD. Bán hàng đại lý cũng tiết lộ về 3 phiên bản có tên là Deluxe, Premium 2WD và Premium AWD. Giá tạm tính cho 3 bản lần lượt là 1,149 tỷ, 1,269 tỷ và 1,319 tỷ đồng. Cận cảnh Toyota Vios 2019 giá hơn 400 triệu tại Malaysia. Thưa quý vị, tại Malaysia, Toyota Vios 2019 có 3 phiên bản gồm 1,5J, 1,5E và 1,5G. Giá bán của chúng lần lượt là 77.200 ringgit, tương đương 431,80 triệu đồng, 81.200 ringgit, tương đương 454,17 triệu đồng và 87.300 ringgit, tương đương 488,29 triệu đồng. Toyota Vios thế hệ mới sử dụng động cơ VVT-i 4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 107 mã lực, mô men xoắn cực đại 140 Nm, hộp số tự động vô cốc CVT, vành xe hợp kim 15 hoặc 16 inch tùy từng phiên bản. Sau đây là các hình ảnh của xe tại Malaysia.
Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô B-Car TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.